Em xin chào các bạn. Các bạn đang xem kênh xe đạp thể thao Văn Xe Đẹp. Bên em có địa chỉ ở xã Thịnh, huyện Nha Thủy, tỉnh Nam Định. Số điện thoại của em là 0388 409 824 ạ. Bên em thì chuyên order xe đạp xích tay hàng chính hãng, được em mua tuyển chọn và đấu giá từ bên thị trường Nhật về các bạn nhé. Hôm nay em về là 6 thùng, 7 thùng. Em khui thùng để giới thiệu các bác. Bác nào quan tâm đến chiếc xe nào thì có thể alo cho em qua số điện thoại trên các bác nhé. Và tất cả các mặt hàng bên em thì cam kết cho các bác là hàng chính hãng 100% ạ. Bảo hành trọn đời cho các bác là hàng chính hãng luôn. Em khui thùng và xem xe có xước sát gì không và báo khoảng giá, đo sai số, báo khoảng giá cho các bác tham khảo nhé. Bác nào quan tâm đến cái nào thì alo cho em ạ. Em giới thiệu các bác con này là con BNC Spin các bác nhé. BNC Spin, BNC hàng chính hãng của Ý, hàng chính hãng các bác nhé. Đã qua sử dụng, tình trạng xe thì đang còn khá là đẹp, khung xe thì chưa thấy vết xước sát gì. BNC Spin, size sản xuất là size 50 ạ. BNC Spin này size 50, xe thì chủ cũ người ta đi có bẩn các bác nhé, có bẩn nên là anh em nó đóng hàng tay nó rờ vào nó hơi bẩn chút thôi, còn lại là không có trầy xước gì trên xe. Em xem thì nó không có trầy xước gì các bác nhé. Này mà rửa đi rất là mới ạ. BNC Spin size 50. Đấy, rất là đẹp. Khung càng carbon. Xe thì chạy bộ chuyển động là 105, 7020, phanh đĩa dầu. Vô tăng và ghi đông là nhôm. Cổng yên nhôm luôn. Đây là yên của xe này. Đấy, xe khá là đẹp luôn. Xe thì đang chạy cặp vành là vành Shimano RS. Shimano RS ạ. Rất là đẹp luôn, xe có tem UCI đầy đủ luôn. Chủ cũ người ta thì có dán mấy cái miếng logo ở đây các bác nhé, không phải là tem theo xe đâu. Người ta dán thôi. Đây những cái này vậy, cái từ 46 người ta dán thôi. Đây anh ạ. Người ta dán rồi, điểm nhấn nó đẹp thôi. Cái này là không phải xước đâu ạ. Này nó bẩn thôi. Em rửa đi là hết rồi nhé. Xe thì em không thấy vết xước nào. Đây, quy đề có xước nhẹ lên một chút ạ. Quy đề có xước tí. Đùi 1.5. 1.5. Thông số 50-34. Răng đang khá đẹp luôn. Để mà nâu đi rất là đẹp nhé các bác nhé. Cái này gạt đi nó bẩn thôi. Đây là tay nắp của xe này. Tay nắp cũng không có một vết xước nào. Không một vết xước nào. Dây cuốn này hư thì em sẽ thay dây cuốn khác. Xe có một cái đèn này. Đi theo xe có một cái đèn. Hai bên tay nắp không xước. Đây là mặt bên trái. Bên trái này cũng rất là đẹp luôn. Không có xước sát thì xe khung thì rất là đẹp. BNC Spin size 50. Đấy, không có xước được đâu ạ. Cũng heo dầu 1.5 7020 này, đồng bộ trước sau. Em đo size luôn. Lúc này 50 thì chắc đo là 50 rồi. Đúng chính xác luôn các bác nhé. Đấy. 50, 50.5. Size 50 là đo thực tế là ngang 50.5. Đứng 44 đến vai giống ngang. Bác nào cứ tầm khoảng 1 mét đẹp là tầm 1m 59, 1m 6 trở lên. 1m 6 trở lên các bác nhé. 59, 1m 6 trở lên. Đến tầm dưới 1m 7 quay đầu là các bác đi đẹp ạ. Đây thì yên của xe này. Đi theo xe thì có một cái đèn hậu đằng sau. Đèn hậu sau. Và một cái yên. Yên Xiaomi. Một quạ. Sản xuất tại Ý, 100% sản xuất tại Ý luôn. Có yên rất là đắt tiền này. Gần 2 triệu của yên này. 7 triệu 8 của yên này các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Chủ cũ người ta nâng cấp lên. Và xe thì có giấy tờ đầy đủ luôn các bác nhé. Đây, giấy tờ đầy đủ luôn. Medan đầy đủ. Con này thì giá chưa đến 40 triệu. Chưa đến 40 triệu.
Đây là vành trước của xe. Đây là vành trước. Xe bạc đạn. Em xin giới thiệu các bác con này là con BNC Infuso không nhôm, càng là càng carbon. Con này nó gọi là hàng siêu phẩm luôn các bác nhé, cực kỳ mới. Xe mới phải đến 99,9% luôn. Gần như là xe trong hãng ra, cửa hàng ra. Xe chủ mua về gần như là treo bếp nhà đây, treo trong nhà không chạy. Không nhôm, càng carbon, Infuso. Cái màu BNC em thấy là họ sơn rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp và dày khung luôn, dày sơn. Bốn con ốc này đều của BNC hết ạ. À, bốn ốc này. Bốn ốc này các bác mua là cũng phải tiền triệu rồi. Bốn ốc của BNC hết luôn ạ. Xe này không cần phải suy nghĩ, nó gần như là một con xe mới luôn, không khác xe mới một tí nào ạ. Infuso. Khung nhôm, càng carbon và xe chạy cọc vành là vành Mavic. Chưa có dấu hiệu bóp phanh một tí nào luôn. Quy đề nó chưa nộp giấy ni lông luôn ạ. Quá mới luôn. Đấy, xích là xích cũng của UT Gra. Xe này được trang bị bộ group là UT Gra 6007 2 đĩa và 10 níp ạ. UT Gra. Đấy, vành là vành Mavic. Mới tinh luôn. Ta không đi người ta để trong kho nó bụi bẩn thôi. Đấy, vành Mavic, nốt pa hút chì sơn. Đấy, cặp nốt pa cũng rất là đắt tiền. UT Gra 6007 đồng bộ hết ạ. À, đùi là đùi FFA của hãng. Đùi FFA. Đây, rất là mới luôn. Đi theo xe thì có một bộ đồng hồ tốc độ này. Đây, người ta gắn sẵn trên xe. Con này rất là nhiều đồ theo xe luôn. Thì em sẽ nói rõ. Đây, khá là đẹp luôn. Dây cuốn là dây cuốn của BNC này. BNC Z nguyên bản luôn. Đấy, này, em đã gửi đi rất là sạch sẽ, là đẹp. Đây, hai cái bên tay nắp còn chưa nột giấy ni lông luôn ạ. Chưa nột giấy ni lông luôn. Hai bên không có một vết xước nào. Đây là cái tay nắp của nó là bằng carbon ạ. Đấy, không có một vết là xước luôn ạ các bác nhé, không có một vết là xước luôn. Xe này coi như là gần như là xe mới luôn, mới 99,9% luôn, chưa có một tí gì luôn ạ. Răng là còn chưa có một tí gì luôn. Đây là bên trái các bác nhé, không có một vết xước ở trên xe. Bây giờ mà tìm được chiếc xe mà Infuso mà nó mới như thế này thì rất là khó luôn. Con này màu sơn khá là đẹp các bác nhé, sơn màu đen, xanh, xanh truyền thống của BNC và màu trắng, phối màu rất là đẹp luôn, rất là nhiều màu, khung nhôm càng carbon, không có một vết xước nào, tình trạng nó là siêu nước rồi, cho nó thuộc danh sách xe mới luôn rồi các bác nhé. Có cái phần sơn này thì nó phần sơn màu tem trắng này, sơn trắng này. Đấy thì cái BNC nó vậy các bác nhé, nó hơi rám rám một chút này. Đấy, nó không phải bị nứt hay như nào các bác nhé. Nó hơi rám rám một tí thôi. Xe thì rất là mới. Đi theo xe này. Có một cái túi cái đèn trước và đèn sau. Túi Bonjanger. Yên này là yên Bensonai. Đấy, rất là đẹp luôn. Yên bản thôi ạ. Yên Bensonai cộng yên carbon. Đi theo xe các bác nhá, rất là nhiều đồ luôn. Xe như thế nào thì em sẽ để nguyên. Một cái đèn. Hay một cái đèn, một cái túi treo xe. Đây, đồ theo xe rất là nhiều. Một cái bình nước BNC này. Đấy, cái bình nước BNC này các bác mua là cũng mấy trăm nghìn rồi các bác nhé. Đấy, bình nước BNC. Con này nó hai gọng nước, em sẽ lấy là một gọng ạ. Em chỉ bán một gọng đi theo xe này thôi. Gọng BNC là gọng này em sẽ lấy lại. Đây là bê đăng. Bên Shimano, bên hai mặt, một cá, một vật đi dài thường, bơm các bác nhé. Đấy, đi ra xe có một cái bơm luôn này, và một cái hộp đựng đồ này, đấy, cabo to của Nhật, rất là nhiều đồ. Các bác có mua đồ đi theo xe này thì cũng tiền triệu rồi. Thì con xe này thì em bán ra mức giá là ngoài 20 triệu, ngoài 20 triệu chút, đo sai số luôn.
Cái tiền phụ Tùng đi theo xe này các bác mua không phải tiền triệu đâu. Con này ngang là 50. 50,5. Đấy 50,5 đây các bác nhé, 50,5. Chưa được 51. 50,5. Đứng 42. Bác nào cứ tầm 1m6 trở lên. 59 m6 trở lên, giống cái con kia, size này cũng size bé thôi ạ. Đấy, trở lên là các bác đi ok. Con này nó gần như là xe mới luôn này. Vành của nó này sẽ bạc đạn cuối nổ, không có một vết xước nào trên xe. Giá ngoài 20 triệu ạ. Rất là nhiều đồ đi theo xe luôn, full đồ chơi rồi, xe này thì full đồ rồi. Đây là bánh trước của xe này, bánh trước xe đây, đây là bánh trước đây, các bác cứ nhìn những má vành nó chưa có dấu hiệu bóp một tí nào, cả hai bánh trước, bánh trước bánh sau chưa có một tí nào nó bóp phanh rồi các bác nhé. Lốp hút xi sơn, cặp lốp rất là đắt tiền này các bác nhé, rất là mới luôn. Lốp này là lốp 700 nhân 23C, lốp 700 nhân 23C. Em giới thiệu các bác con này là con BNC. Đấy, BNC các bác nhé. BNC MTB Puma. BNC MTB Puma. MTB 1 foot. BNC 1 foot các bác nhé. Xe tình trạng này cũng gọi là xe siêu nước siêu mới luôn. Đấy, siêu mới. Xe không có một vết xước nào. Rất là chất lượng luôn. BNC Puma 1 foot. Gần như là xe mới luôn, không khác cái con xe BNC tay cong vừa xong các bác nhé. Với 99% luôn đấy. Không có một vết nào, màu BNC em thấy rất là đẹp luôn. Khung nhôm. Xe chạy bộ chuyển động là Shimano. 3 đĩa và 8 níp. 3 đĩa 8 níp. Của Akira các bác nhé, Shimano Akira. Đấy, tay bấm xả của Shimano. Lốp vành là vành 27.5. Các bác nhìn cái má vành này chưa có một tí dấu hiệu bóp vào luôn ạ. Rất là mới luôn. Cực kỳ mới. 8 níp. Đuổi đĩa Shimano. Chưa có một tí xước răng nào luôn. Ba cái đĩa chưa có tí xước tí răng nào. Rất là mới. Đây, đây là tay bấm xả của xe này. Zin nguyên bản hết các bác nhé. 3 đĩa và 8 níp. Quá mới luôn này. Phuộc trước là phuộc Xuân Tua của Nhật. Phuộc Xuân Tua. Xuân Tua là của Nhật ạ. Đấy, phuộc Xuân Tua, phuộc đấy, của truyền của Nhật các bác nhé. BNC, màu BNC em thấy nó rất là đẹp. Xe rất là mới luôn, gần như không có xước sát tí nào luôn. Không thì em không thấy có một vết xước đâu ạ. Đây có cái phần đùi đĩa này thì anh em mình khi nó đóng hàng nó nhét cái bánh xe nó vào đây, nó hơi gọi là quyệt nó một tí, xước một tí nhẹ này thôi. Đấy, người ta nhét cái bánh trước vào. Còn lại là không có một vết xước nào các bác nhé. Đây là vết bẩn thôi, không phải xước, cái này vết bẩn này. Không có một vết xước nào. Bánh là bánh 27.5. Đấy. Lốp lốp Victoria. Này thì các bác không phải suy nghĩ, nó như là một con xe mới luôn. Em đo size thực tế này.
ngang 58 này, là 57, 57,5 đứng là 43. Con này sai là sai là suốt là sai 48, ghi sai L. À, sai N nó ghi N, đây là sai N các bác nhé, 48, sai 48 này, 48 N. Con nào tầm 1m67-68 này lên, đi con này các bác nhé, 1m67-68 này lên, đi trước này. Con này thì giá là mười mấy triệu ạ. Đấy, con này thì giá là tầm khoảng 16-17 triệu. Đây là bánh trước của xe. Rất là mới các bác nhé, chưa có xích sát gì. Đây là yên xe chân trống và bê đan nguyên bản theo xe hết ạ. Đấy, yên của hãng luôn, của hãng Tech, vô tăng và ghi đông cùng một hãng luôn các bác nhé. Đấy, cậu yên cũng vậy. Mà giới thiệu các bác con này là con Check Domane SN6 đời 2020. Domane SN6 các bác nhé. Ở cái dòng Domane thì em bán khá là nhiều rồi. Dòng này thì nó có hai giảm chấn trên cổ và giảm chấn ở dưới cọc yên này. Đấy, dòng này thì các bác đi đồi núi hay đi xa thì nó rất là tiện các bác nhé. Êm. Các bác đi vào những cái đường có giảm tốc thì nó không bị tê tay. Con này màu đen hết các bác nhé, đen nhám. À, và một số chỗ thì nó sơn màu đen bóng, à, như cái mặt trên này là đen bóng này. Đấy, con này đen bóng. Còn dưới này là nhám. Đây, viền là viền đen bóng luôn. Đây là đen nhám. Mốt mới bây giờ họ hay sơn màu một màu các bác nhé. Mốt mới bây giờ em thấy đa số họ hay sơn một màu. Xe thì có khung càng carbon. Phô tăng và ghi đông của hãng Bontrager là nhôm. Cầu yên là cầu yên nhôm của hãng Bontrager. Đấy, và xe được trang bị bộ group là một Utegra 8020 phanh đĩa dầu. Size sản xuất là con này là size 50 các bác nhé. Con này chắc là đo ra chắc 50 thôi. Đây, không có một vết là trên khung sườn xe, khá là đẹp luôn. Nó gần như là xe mới luôn. Nay em về mấy chiếc toàn xe đẹp thôi. Đây các bác nhìn đùi đĩa của nó này, chưa có một dấu hiệu gì luôn các bác nhé. Này, răng trong nó chưa có một tí nào luôn. Ra ngoài thì có sức nhẹ một vài cái vết răng nhỏ này thôi này. Đây. Chưa có một tí gì luôn, xe gần như xe mới luôn đấy. Khá là đẹp. Thông số 50-34. Thông số 50-34, đùi dài 170. À, xích này các bác nhìn này. Rồi nó còn chưa có tí dầu mỡ đen này các bác nhé. Đang còn nguyên cái dầu xịn của lúc xích mới này. Nhíp cũng vậy. Rất là đẹp. Gần như mới tinh. Quy đề không có xước ạ. Đấy, không có một chút tí nào. Xe này như xe mới rồi. Và tay nắp cũng vậy, không có một vết xước nào. Đây, tay nắp của nó này, Utegra 8020. Không có một vết xước nào. Đây, không có một vết nào luôn. Cái phần dây cuốn thì người ta để lâu ngày thì nó lão hóa rồi, em sẽ cuốn lại, thay dây mới cho các bác. Để bác nào mua em sẽ thay lại. Đấy. Dây cuốn của Zan hay là của Bontrager thì em thấy là nhanh xuống lắm. Zin của nguyên bản theo xe nó nhanh xuống. Quay tiếng cuối cho bác nghe này. Đây, trên mặt đạn cuối nổ rất là trớn. Đây là có một cái hộc để đồ nhé. Hộc để đồ. Đây có một cái túi để đồ của Bontrager nữa này.
Romane S6. Đây là mặt bên trái ạ. Khá là đẹp. Lốp là lốp Bontrager, vành Bontrager chạy bạc đạn. Lốp Bontrager R2. Lốp 700 nhân 32C. Lốp 700 nhân 32. Không có một vết xước nào trên khung sườn đâu ạ. Cụm heo dầu 8020. Đo sai. Đấy, cũng 50 luôn các bác nhé, chuẩn chính xác size 50, ngang 50. Đứng là 43. 1m6 trở lên là các bác đi ok. 1m6 đến 1m7 quay đầu là các bác đi trước này ok. Giá con này là ngoài 50 triệu ạ. 50 triệu tiểu học thôi. Đây là bánh trước này. Đồng bộ trước sau, Bontrager. Nút Bontrager, vành Bontrager. Cậu yên. Và yên. À, cậu yên là cậu yên carbon. Em tưởng nhôm nó là carbon các bác nhé. Một cái bát đồng hồ này. Theo xe. Có giấy tờ đầy đủ theo xe luôn ạ. Em xin giới thiệu các bác con này là con Czech Domane SN5 đời 2017 các bác nhé, đời 2017. Đây, con này là đời 2017, màu rất là đẹp luôn, màu xanh. Màu xanh đen và màu cam các bác nhé, rất là đẹp luôn. Xe thì chạy bộ chuyển động là 1.5. 1.5 70 1.5 5.8 các bác nhé. Đấy 1.5 5.8 mới, không có một vết xước cả luôn. Đấy. 1.5 5.8. Khá là đẹp. Xe gần như là mới luôn. Nay về toàn xe đẹp. Toàn siêu phẩm luôn các bác nhé. Toàn xe rất là đẹp luôn. Không có điểm trừ luôn. Domane SN5 đời 2017, khung càng carbon. Xe này có giảm chấn Isuzu ở đây các bác nhé, giảm chấn ở đây này. Đấy, xe này có giảm chấn đời 2017. Tay nắp của nó cũng không có xước sát gì. Đấy, cái này là vết bẩn thôi, để lau đi là hết thôi. Không có một vết xước nào hai bên luôn, không có xước sát gì nào, này bẩn thôi. Dây cuốn là của Bontrager luôn. Dàn đầu nhôm của Bontrager. 1.5 5.8 2 đĩa và 11 nít. Quá đẹp luôn, xe màu cực đẹp. Có tem UCI đầy đủ luôn ạ. Gần như không có xước sát gì. Cùi đề con này không xước luôn. Cùi đĩa cũng vậy, rất là đẹp. Hai đĩa vào 11 nít, vành Bontrager, lốp Bontrager. Đấy, rất là đẹp luôn. Em đo sai số. À, con này em đo ra là ngang là chỉ 51 thôi. Đấy, ngang 51. Đấy, tầm ngang 51 nhá. Đứng là 44. Đấy, từ đây mà đến đây là 44. Con nào tầm mét số 3 số 4 trở lên là đi ok ạ. Mét số 4 trở lên là đi trước này rất là đẹp. Đây là bánh trước của xe. Bánh Bontrager. Bánh Bontrager. Lốp Bontrager, bánh Bontrager. Đây là yên của xe.
Xe thì có giấy tờ đầy đủ luôn ạ. Giấy tờ đầy đủ đây. Yên bon cho cơ, vành bon cho cơ các bác nhé. 1m63 thứ tư ở đây là đi ok trước này. Con này giá nó ngoài 20 triệu ạ. Đấy, ngoài 20 triệu. X tiểu học thôi các bác nhé. Ngoài 20 triệu. À, xin giới thiệu các bác con này là con Trek Epic 4 à, đời 2021-22 các bác nhé. Trek Epic 4 không càng carbon, một đĩa và 10 níp. Màu của con này là màu ghi xám, rất là đẹp luôn. Size size S cực kỳ ít và hiếm luôn. Xe cũng tình trạng gần như là mới luôn này. Hôm nay toàn xe đẹp mới này, gần như là xe mới thôi. Quá đẹp luôn. Trek Epic 4 màu ghi xám các bác nhé. Các bác cứ nhìn cái răng đĩa của nó này, quy đề không có xước này, nít của nó gần như mới tinh luôn, xích cũng vậy, chưa có dấu hiệu hao mòn hay chạy gì mấy các bác nhé, quá mới luôn, gần như là xe trong hãng bỏ ra vậy. Tay bấm xả của xe này cũng rất là đẹp, tay nắm của Bonjour này, một đĩa và 10 nít, chạy tay bấm xả đều rê, không càng carbon. Size S cực kỳ ít thôi. Size S này em thấy ít lắm các bác nhé. Lâu lâu mới có trước rồi. Đấy. Rất là mới. Một đĩa và 10 níp. Đây. Đây mặt bên trái. Lốp Bonjour, vành Bonjour. Lốp 700x42C ạ. Vành Bonjour, lốp Bonjour. 740. Không có xước sát nào, xe gần như là xe mới đập hộp vậy, không có một tí xước sát nào. Cụm heo dầu là Bromax các bác nhé, nguyên bản của dòng này khá là đẹp luôn. Size S, đấy, cái size S này tìm ít lắm, lâu lâu mới có chiếc. Vành Bonjour, nút Bonjour, các bác nhìn cái râu của xe này, nút tanông của xe này gần như mới tinh luôn, không chạy. Đây là yên xe, đấy, yên xe, yên Bonjour, xe có giấy tờ đầy đủ luôn các bác nhé. Không phải giấy tờ này đây. Đời 2022. Size S em đo size luôn. Này size S thì thường thường có này ngang 50 51 gì đấy. 52. Ngang 52 các bác nhé. Size M là 54. Đứng 38. Con này các bác là cái tầm 1m55 trở lên. 54 55 trở lên đi chiếc này ok. 1m54 55 trở nên meta 65 quay đầu. Các bác đi chiếc Trek Epic 4 size S này đi ok các bác nhé. Con này giá ngoài 30 triệu ạ. Giá nó hơn 30 triệu, ba mấy triệu. Em giới thiệu các bác con này là con
Winnier chính hãng của Ý, GTR. Winnier GTR các bác nhé, FN. Rất là cao cấp luôn. Chính hãng của Ý. Xe có khung càng carbon. Vô tăng và ghi đông là nhôm, cầu yên nhôm của hãng Ritchie. Winnier. Khung càng carbon. Xe thì đang chạy bộ group là Utegra 6800 hai đĩa và 11 níp. Utegra 6800 các bác nhé. Đây, các bác nhìn thông số răng của nó rất là đẹp luôn. Gần như mới tinh, năm 236 luôn. Bây giờ mà kéo được bộ rúp Utegra 6800 mà đẹp như thế này rất là ít. Quy đề không có xước này. Quy đề không xước tí nào luôn. Đấy, khá là đẹp. Xe rất là mới luôn. Tay nắp của Utegra 6700, 6800. Ở đây có một vết chấm nhỏ thôi. Chấm rất là nhỏ, không đáng kể. Đấy, bên này rất là đẹp, không có xước sát gì. Màu rất là đẹp luôn, đen nhám và màu đỏ các bác nhé, pha màu đỏ, viên màu đỏ. Đây là mặt bên trái xe. Rất đẹp luôn. Xe gần như không có xước sát gì. Đây có một vết chấm nhỏ thôi, một đỏ này, rất là nhỏ dưới gầm thôi, cũng không để ý đâu các bác nhé, rất là nhỏ. Còn lại khá là đẹp, đùi đĩa các thứ rất đẹp luôn. Xe thì gần như không có xước sát gì. Rất là đẹp. Đây là bánh của xe này. Bánh trước của xe. Bánh Shimano RS lốp lốp Victoria. Đây là bánh trước. Đây là bánh sau này. Đấy, Shimano RS. Cầm dẹp. Cầu yên ít chơi. Yên Bronogo chính hãng. Xe thì cũng có giấy tờ đầy đủ, gọng nước đầy đủ luôn các bác nhé. Đây gọng nước của xe này. Đây, không nuôi lần đấy. Nó sai thực tế luôn. Có xe có tem UCI đầy đủ luôn. Con này ngang là 51. Ngang 51 ạ. Tâm yên tâm ngang 51. Đây, ngang 51 đây. Đứng là 44,5. Nên khóa của Yên là 47,5. Bạn nào tầm 1m63 64 này là đi ok. 1m63 64, 1m72 73 quay đầu là đi ok các bác nhé. Con này giá loanh quanh khoảng 30 triệu các bác. Quanh quanh 30 triệu. Rất là đẹp luôn. Winnier GTR. Tí giới thiệu sau, xe hết rồi. Em xin giới thiệu các bác con này là con Gian Avantage. Gian Avantage 1 các bác nhé. Tình trạng xe thì khá là đẹp luôn. Hôm nay về 8 chiếc toàn xe đẹp thôi các bác nhé. Toàn xe rất là đẹp, gần như là không có hiện tượng chảy xước gì mấy. Chỉ đâu nâu chỉ có một hai vết, một vết nhỏ thôi. Con này cũng nằm trong danh sách đấy là rất là đẹp luôn. Màu khá là đẹp, Gian Avantage. Màu rất là đẹp luôn. Vàng, trắng đen. Phối cực đẹp. Gian Avantage khung càng carbon. Xe thì trang bị bộ group là Utegra 6800 hai đĩa và 11 níp ạ. Tình trạng xe này, đùi đĩa không có một vết xước nào.
Thằng số 5034 khá là đẹp. Quy đề sau cũng khá là đẹp, không có sơ sát gì. Đấy. Xe thì tất cả các mặt hàng xe bên em thì trước khi em cho xe đi xem sẽ cân chỉnh mượt mà em cho đi các bác nhé, rửa sạch sẽ. Đấy, các bác nhận xe hài lòng. Chứ không phải là em cứ khui thùng như thế này là em chuyển xe đi đâu các bác nhé. Các bác mua em chuyển xe đi đâu. Em sẽ rửa đấy và cân chỉnh đầy đủ hết. Mượt mà cho các bác về về đi thôi. Đấy, Utegra 6800 đồng bộ hết luôn. Rất là đẹp luôn. Đây là tay nắp của xe này. Cũng không có xước xát là hai bên là còn nguyên cái giấy ni lông luôn các bác nhé. Nguyên ni lông luôn. Cái đời 6800 này bây giờ cực kỳ ít. Em thấy ít lắm mà mới như này rất là ít luôn. Đấy, không có một vết xước nào, nguyên ni lông. À, dây cuốn của gian thì em sẽ cuốn lại. Dây cuốn của gian với thằng Bon Jagger em thấy nó hay hỏng lắm. Em sẽ cuốn lại cho các bác. Dây cuốn thì nó không quan trọng lắm đâu. Size XS này. Này có tầm mét rưỡi mét sáu đi là rất là ok luôn, rất là hiếm. Size này cực kỳ ít. Đây, mặt bên trái thì cũng không có một vết nào. Như xe chống hãng bỏ ra. Khá là đẹp. Gian TBCR. Tem UCI đầy đủ luôn các bác nhé. Tem UCI, tem cửa hàng. Size XS này. Em đo thực tế luôn. Đo thực tế thì cho các bác tham khảo. Đây. Ngang là chỉ có 49 thôi các bác nhé. Đây, ngang này. Ngang 49 này. Đấy, size XS ngang 49. Đứng là 41. Bác nào cứ tầm 1,5 m, 1,6 m là đi ok các bác nhé. 1,50 m, 1,60 m là đi đẹp. Đấy, xe là size XS. Con này thì sau này các bác có thể đi bộ rút điện này, đường chờ điện có sẵn này. Đấy, có thể đi bộ rút điện. Đây là bánh trước của xe này. Bánh gian, nốp gian. Đây, má vành gần như là chưa có dấu hiệu bóp một tí nào luôn ạ. Khá là đẹp. Chạy bạc đạn. Hai đĩa vào 11 nip. Đây, nip của Utegra. Đấy, má vành. Rất là đẹp. Cực kỳ mới và đẹp luôn. Đây là bidan của xe, đi theo xe. Cái đàn này cũng chưa có dấu hiệu bóp đạp luôn các bác nhé. Rất là mới. Đấy, yên xe này. Yên xe. Yên xe người ta chủ cũ người ta tháo được nắp yên này luôn. Cầu yên carbon của gian. Đấy, các bác mua em sẽ nắp cái yên zin này theo xe cho. Đấy, yên zin của nó đây. Đây là chuông của gian này. Một số giấy tờ. Linh tinh. Đồ theo xe. Con này thì giá nó loanh quanh khoảng 30 triệu các bác nhé. Quanh quanh 30 triệu. Đấy, có khoảng đấy. Đây em về được hai cặp vành. Đây một cặp Mavic. Đây cặp Mavic carbon mái nhôm. Đây hai cặp. Bản dày chắc dày 5 phân. Đây, carbon mái nhôm, bản dày 5 phân. Giá thì em tí em sẽ xem lại. Đấy, em không nhớ con cặp này em mua lâu phết à, giờ nó về. Đây, carbon mái nhôm. Đây các bác nhé. Đây, chạy bạc đạn này. Đấy, rất là chớn. Có nốt kèm theo Victoria. Đây cũng có một cặp nữa các bác nhé. Cặp Renault. Bản này chắc bản dày 4 phân. 4 phân. Bản dày 4 phân. Bánh Renault AR41. Đấy, bản dày 4 phân. Hai cặp này các bác là có nhu cầu thì alo cho em xem lại bảng giá, em không nhớ. Đây, rất là đẹp luôn. Nó không có ti kèm theo. Đấy, hôm nay em về được 8 chiếc xe đạp và hai cặp vành. Em khui thùng để giới thiệu các bác. Bác nào quan tâm đến chiếc xe nào hay là cặp vành nào thì có thể alo cho em qua số điện thoại là 0388 409 824 ạ. Bên em thì có nhận cọc trước khi em giao xe các bác nhé.
Em cảm ơn các bác đã xem video của em xin chào các bác.